Hello everyone, welcome back to my channel. Cái clip này thì mình sẽ chơi thể loại 8 game. Các bạn cùng mình khám phá cái đầu tiên nha. Tom Gunran, let's go. Nhiều hoa thì được tặng cái gì đây? Rất là nhiều hoa luôn. Let's go. Let's go. Thank you.
Ok, và bây giờ các bạn cùng mình khám phá tựa game thứ hai nha. Let's fuck it. Let's go. Ok, let's go. Đây là một tựa game đua xe rất là hay và hot trong những tháng vừa qua. Và bản phiên bản rất là đẹp. Ok. Let's go. Wow, wow, wow. Con đường này không biết đường nào đây, con đường này đi. Let's go. Oh my God. Rồi mình sẽ đi lên thẳng trong anh. Ok ok. Không phải đi rồi. Let's go. Rồi và mình sẽ sang tới game tiếp theo. Super quick video game. Hi, let's go. Không thể thể nhảy sang được. Các bạn ấn dị vào người máy này. Ok. Thank you.
chiến sĩ và anh chàng này. Zombie bus. Ok. Các bạn cùng mình khám phá từ kênh thứ tư nha. X-Fight Live. Let's go. Ok. Let's go. Các bạn có thể đua rất là nhiều, sau đó thì sẽ mua xe ngon hơn rồi đua những cái map gọi là đỉnh cao hơn. Ok rồi, và bây giờ thì sẽ là map thứ hai. Let's go. Thank you.
Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang được game tiếp theo, Stickman Legend. Let's go. Ok. Ok, let's go. Tiêu diệt hết luôn. Oh my god. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo, Shadow Fire 3. Let's go. Wow, load game rất là chậm luôn. Nhưng mà nó đau thêm lắm, đau lát thêm một cái gì đó. Ok, cái này là gì đây? Món đồ này, những món đồ này thì mình đều có cả rồi. Ok. Rồi lần này thì mình sẽ tìm kiếm đối thủ. Ok. Fine. Let's go. Oh my god. Let's go. Anh chàng này có vẻ rất là nhanh nhờ. Rất là nhanh. Giáo của anh ta rất là dài luôn. Oh my god.
một đều. Và còn lại là quả quyết định cuối cùng. Rào 3. Xem may thắng đây. Oh. Oh man. Wow. Oh my gosh. Wow. You win. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Let's go. Từ game này thì điều khiển nó hơi khó một chút nhá. Lúc các bạn chơi được game này thì các bạn phải chơi một thời gian nó quen được. Ok. Vì điều khiển rất là khó luôn. Oh my gosh, cứu xa mà không nhảy cao được. Oh my gosh. Rồi, cứu sống luôn. Rất là khó nhỉ. Ok. Cái đi ra cao đó thì sẽ không để cao được nhá. Đó thì các bạn phải tránh thôi. Ok. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Angry Birds Transformer. Let's go. Wow, đang bị bắn phá rồi. Nhìn đây. Mình xin phép dừng clip tại đây, hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.